Xin chào bà con, mình tên là Thúy An, thuộc đại lý Minh Duy, đại lý cấp 1 của công ty Nafood. Mình đang có mặt tại vườn chanh leo của anh Trung tại xã Ia Sao, huyện Iagrai. Đây là vườn đầy nông 1 của công ty Nafood. Xin mời bà con theo chân mình với lại anh Trung đi thăm vườn của anh Trung nhé. Anh trồng 900 cây. 900 cây. Hiện tại là vườn này được bao nhiêu tháng rồi anh? Vườn này được 6 tháng rồi. 6 tháng rồi, đẹp đó. Cái cách chăm sóc như thế nào anh có thể chia sẻ cho bà con được biết được không anh nhỉ? Chăm sóc này nó nay dòng vào mùa mưa đâm ra là nó hơi khó chăm sóc. Dạ. Phân thì 1 tháng đi 2 lần. Dạ. Mỗi lần 1 lạng NPK 16-16-8. Dạ. Về thuốc thì phải phun nhiều, do là nấm bệnh nó nhiều nên là phải phun tháng 3 lần thuốc, 10 ngày một lần. Dạ. Toàn thuốc phòng, thuốc sinh học, phòng nấm bã trầu, rồi nấm mắt cua. Dạ. Cắt bỏ hết những cái trái chanh như này, cắt bỏ hết này. Để lại những trái như này đây này. Dạ. Đấy. Hiện tại anh đang thu cái vườn này, người ta mua tại vườn là giá bao nhiêu? Nếu mà hàng chín đẹp vậy thì đang giá 30 ngàn. Thế còn hàng hườm như thế này này, yeah. Hàng xô á, yeah. Thì anh đang bán giá 20. Theo cảm nhận của anh về cái giá cả thị trường năm nay là như thế nào? Năm nay thì thấp hơn năm ngoái một tí. Yeah. Thế nhưng mà được cái là mình đi hàng xuất khẩu Mỹ, yeah. Thì có hàng đẹp là giá lại cao. Yeah. Cái hàng xuất khẩu nó đều giá lắm. Yeah. Để đi xuất khẩu châu Âu thì Đài Đông 1 cũng là lựa chọn. Hoàn hảo đấy. Yeah. Công nhận đẹp anh này. Em nhìn thấy chưa? Đây. Yeah. Một chùm em đếm xem nào. 2, 4, 6, 8 trái này đi Âu hoàn toàn bộ luôn. Đi Âu đấy. 8 trái này đi Âu toàn bộ luôn. Yeah. Đấy. Thấp nhất này, 5 trái này. Yeah. Đấy. Đẹp. 5 trái toàn đi Âu cả. Đấy. Anh thưa thu lứa này là lứa đầu tiên hả anh hay là lứa 2? Anh thu lứa này là đây là cuối lứa rồi này, cuối lứa đầu này. Yeah. Cuối lứa đầu. Cuối lứa đầu chứ không còn là giữa lứa nữa, giữa lứa sai lắm. Dạ. Yeah. Cái giữa lứa thì anh thu được nhiều chứ, khoảng tầm bao nhiêu rồi? Anh thu được tầm cỡ hơn 10 tấn rồi. Hơn 10 tấn. Hơn 10 tấn thì được khoảng độ 70% Âu. Trời, đẹp lắm. Vì là năm nay là do mưa nhiều thứ nhất, thứ hai nữa giá cả nó rẻ. Thì một số nhà vườn cũng bỏ bê vườn. Đó thì theo anh nghĩ thì như thế nào? Với lại thực ra làm chanh dây này ấy thì nếu như không nắm chắc kỹ thuật thì không làm được đâu. Yeah. Phải nắm chắc kỹ thuật. Yeah. Thì mới làm được, còn nếu không là coi như là bỏ hết đấy. Yeah. Đại lý của anh Duy thì cũng tư vấn kỹ thuật trước lúc trồng, tư vấn kỹ thuật rất là kỹ. Thế còn bên chỗ công ty cung cấp giống á thì có nhân viên kỹ thuật thường xuyên ghé thăm vườn. Xem là cái vườn cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào hay là sâu bệnh ra sao thì người ta cũng ghé thăm vườn mà người ta tư vấn rất chi là kỹ. Không kỹ thuật thì làm sao được những quả chanh như thế này. Em nhìn này, 4 quả Âu, cả 4 này. Yeah. Nhưng mà hỗ trợ kỹ thuật rồi phân thuốc như thế nào thì cũng do một phần là hầu như là kinh nghiệm của anh cũng nhiều. Đấy, vườn thì như mọi người xem á, rất chi là quả rất là trĩu, rồi mắt dày, đây là lên màu rồi nhé. 10 trái. Sai 10 trái trên 1 kg. 10 trái 1 kg. Mời mọi người xem một số chỗ trong vườn của anh Trung nhé mọi người. Đây. Không để đây. Đây là cái thu một lửa rồi đấy, hơn một lửa rồi đấy. Hơn một lửa rồi. À, non một lửa, chưa được hơn một lửa đâu, non một lửa. Mà... đây là... năm ngoái đang làm mầm đờn lứa mới này. Mọi người xem hoa quả rất nào cũng nhiều anh ơi. Vườn anh đều lắm. Vườn đều. Vườn anh đều. Tỷ lệ phấn trắng năm nay như thế nào anh? Phấn trắng ít đấy. Phấn trắng năm nay ít. Dạ. Phấn trắng không biết giống khác như nào nhưng giống này cả một vườn này 900 cây anh nhổ đâu 4 cây phấn trắng. Dạ.
4 cây cả vườn có 4 cây phấn trắng. 900 cây 4 cây phấn trắng mọi người. Nhổ hết, nhổ luôn, nhổ bỏ luôn. Vườn này là anh trồng sen cà phê năm thứ mấy đấy anh, cà phê năm thứ mấy? Cái này của anh trồng năm ra bói đây, ra bói là năm thứ ba đây. Là trong năm trong 3 năm rồi là anh trồng sen chanh dây hả? Anh trồng sen chanh dây. Trồng sen chanh dây đến này. Trồng này thì nó cà phê nó ít sâu bệnh. Cà phê nó không phải phun thuốc, không phải bón phân gì cho cà phê hết, bởi vì mình chủ yếu mình làm bón chanh thôi. Mình phun thuốc chanh thôi là cái cà phê nó ăn hết. Thế nên là anh thấy nó hiệu quả. Đấy, trồng chanh thế này thì anh lại có nguồn tiền ra vô liên tục cho vợ đi chợ. Trồng chanh nếu mà để mà nói rằng là đúng kỹ thuật, đi được hàng xuất khẩu thì nói về làm giàu thì hơi khó, nhưng mà khá giả thì ok đấy. Không phải nghĩ ngợi gì cái chuyện tiền bạc đâu. Hàng này là hàng đủ tiêu chuẩn đi Âu này, trái to này. Nhưng anh hái mất cái đoạn trên này rồi, bây giờ chỉ còn cần này thôi. Nhưng mà thường thường một trà cành tay như thế này là mình để khoảng độ 4 đến 5 trái là vừa. Đấy, mà 4 5 trái đây là đủ tiêu chuẩn đi hàng Âu là cả 4 5 trái luôn. Đấy, nói chung là cái giống của cái công đàn ông một công ty Na Food này ấy thì kháng bệnh tốt. Phân bố hoa là đồng đều liên tục, chứ không phải là một nứa xong lại ngắt, mà cái cách làm bông rất chi là dễ, không bị bỏ bông, không bị vàng bông, không phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nãy giờ em là đại lý Minh Duy, em cũng đưa mọi người xem toàn cảnh của cái vườn 900 cây của anh Trung đây tại xã Ít Sao. Thì đây cũng là một trong những nhà vườn thành công nhất của trong năm 2023 này. Hy vọng qua cái vườn này thì sẽ tiếp thêm cái niềm tin vào cây chanh leo của cho bà con trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.